đây không phải là mình you don't need to be perfect to start. hiện tại các công cụ AI đã phát triển đến mức mà chúng ta có thể làm ra các video AI từ chính gương mặt của chúng ta rất là dễ dàng và nhanh chóng hết anh chị và trong video hôm nay Tuấn Sương dẫn cho anh chị một công cụ AI chúng ta có thể làm avatar của chúng ta nói chuyện nè hoặc là tạo ra những cái hình ảnh sản phẩm những người mẫu cầm sản phẩm rất là hữu ích để chúng ta có thể sử dụng ha thì cách sử dụng công cụ AI này như thế nào cùng theo dõi với mình trong video ngày hôm nay nhé công cụ này tên là Shot AI anh chị và đường link mình sẽ để phần mô tả ha khi mà anh chị vào đây rồi anh chị sẽ thấy một cái video demo nè chúng ta có thể sử dụng các ai avatar ha tạo ra những người nói chuyện kiểu như thế này với nhiều ngôn ngữ khác nhau và chúng ta có thể chọn được gương mặt của nhiều nhân vật khác nhau ha, anh chị thậm chí là chúng ta cũng có thể sử dụng những gương mặt của chúng ta nữa ha khi vào đây rồi thì anh chị chỉ cần login một tài khoản ha chúng ta bấm vào login ở đây và chúng ta chọn tài khoản google chúng ta thôi ha khi vào giao diện chính rồi thì anh chị sẽ thấy có rất là nhiều tính năng mà chúng ta có thể sử dụng ha ví dụ như là avatar video nè hoặc là talking photo ha, hoặc là video podcast ha. Rồi dưới đây á sẽ có thêm là product photoshoot nè, product video shoot nè, rồi product avatar ha, nói chung là rất là nhiều các anh chị. Dùng cho nhiều trường hợp khác nhau anh chị. Anh chị có thể làm bán hàng hoặc là anh chị có thể làm trang thương mại điện tử hoặc là chúng ta làm bất động sản hoặc là chúng ta làm rất là nhiều lĩnh vực khác nhau ha. Có nhiều dạng avatar và nhiều môi trường khác nhau, chúng ta có thể sử dụng ví dụ như ở trong cái studio nè, hoặc là làm dạng như ở trong đầu bếp nè hoặc là ở ngoài outdoor ha kiểu như là business nè rồi rất là nhiều thứ anh chị ví dụ như đây mình sẽ sử dụng thử là avatar video ha mình nhấp vào avatar video đây welcome to a space where professionalism meets opportunity ở đây chúng ta sẽ thấy ha có public avatar và my avatar ha public avatar là chúng ta có thể sử dụng những avatar có sẵn ha ví dụ như đây anh chị sẽ thấy là rất là nhiều avatar ha và rất là nhiều môi trường khác nhau chúng ta có thể sử dụng ha tùy vào mục đích và tùy vào công việc chúng ta sử dụng như thế nào anh chị Ví dụ như đây mình sẽ chọn thử đầu tiên là dạng business ha. Chúng ta có thể gõ phần script của chúng ta đây. Phần nội dung của nhân vật nói anh chị. Thì cái phần script này cũng có hai dạng. Một là chúng ta đưa cái phần nội dung lên đây. Hai là chúng ta sẽ upload cái phần mà audio của nhân vật nói chuyện lên đây ha. Ví dụ như mình sẽ chọn phần nội dung ha. Và mình sẽ gõ một nội dung kiểu như thế này anh chị. Bây giờ mình sẽ thử nội, nội dung tiếng Anh trước ha. Một tí nữa mình sẽ thử nội dung tiếng Việt ha. Ngoài ra ở đây á, nếu như anh chị chưa biết viết nội dung như thế nào anh chị cũng có thể sử dụng AI để viết ha. Ở đây có một AI writer nè, khá là hay ha sau khi mà chúng ta đã có nội dung rồi anh chị có thể tùy chỉnh về giọng đọc ở đây chúng ta sẽ có khá là nhiều giọng đọc ha và đặc biệt chúng ta vẫn có thể sử dụng những giọng đọc của chúng ta anh chị bây giờ mình sẽ sử dụng giọng đọc có sẵn trước ha ví dụ như ở đây mình sẽ chọn là nam nè ngôn ngữ là tiếng anh chẳng hạn một chút nữa mình sẽ demo tiếng việt sao ha ví dụ như mình sẽ chọn giọng của úc đi và cỡ tuổi trung niên nè và mình sẽ lọc ra như thế này anh chị chúng ta có thể nghe thử cái giọng đọc này ha A true leader listens with curiosity and guides with kindness. First, choose this voice for your project. Ví dụ như giọng đọc này mình thấy khá là hay nè, mình sẽ bấm vào đây và mình bấm vào confirm ha. Rất là dễ dàng ha và chúng ta chỉ cần bấm vào generate ở dưới đây nè anh chị. Khi mà chúng ta bấm vào generate rồi á anh chị có thể chọn vào tỷ lệ khung hình ha. Ví dụ như chúng ta có thể làm dạng dọc là 916 hoặc là 169 hoặc là 11 ha tùy vào nền tảng nào anh chị sử dụng thôi ha. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn 916 và mình bấm vào gender thì nó sẽ tạo ra video chúng ta đây anh chị và thời gian ước tính ở đâu đó khoảng 5 phút ha ok anh chị chưa đến 5 phút là chúng ta đã có kết quả rồi ở đây mình sẽ xem thử ha every day I'll bring you exciting insights about tech and life don't forget to follow rất là hay anh chị khi mà nó tạo ra video cho chúng ta ngoài cái việc mà nhân vật cử động cái phần miệng ha thì những cái phần khác ví dụ như là background xung quanh á khi mà chúng ta nhìn thì nó vẫn có sự chuyển động ha nó tạo cảm giác giống như là một người quay thật ha anh chị chứ không phải là từ ai ha hơn nữa cử động tay và cử động mắt khi mà chớp mắt cũng rất là tự nhiên ha anh chị khi mà chúng ta sử dụng vào đây thì hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng để làm thương mại được ha tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cũng như là chi phí để chúng ta có thể sử dụng được ha khi mà chúng ta đã làm video này xong rồi thì anh chị cần bấm vào nút ba chấm này nè và chúng ta sẽ bấm vào download ha còn giả sử chúng ta muốn làm gương mặt chúng ta nói chuyện luôn á thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì anh chị vào lại là avatar video ha. Chúng ta chọn vào My Avatar ha anh chị, ở đây. Và chúng ta sẽ bắt đầu kéo avatar chúng ta lên ha. Thì chúng ta sẽ bấm vào Create your avatar ha. Khi mà chúng ta bấm vào Create your avatar thì anh chị sẽ thấy ở đây nó có khá là nhiều tùy chọn ha. Test to avatar thì nó sẽ khá là phù hợp khi mà chúng ta tạo ra một người mẫu ảo hơn anh chị tức là khi mà chúng ta muốn xây kênh mà chúng ta không muốn xuất hiện gương mặt của chúng ta nhưng mà chúng ta vẫn muốn có một nhân vật AI làm MC thì chúng ta lại có thể tạo ra một nhân vật ảo ha hoặc là photo avatar tức là chúng ta sẽ upload hình ảnh của chúng ta lên ha Product avatar có nghĩa là khi mà chúng ta đưa hình ảnh sản phẩm kèm với hình ảnh của chúng ta lên anh chị generate avatar lúc này thì có nghĩa là khi mà chúng ta đưa một cái hình ảnh lên á thì nó sẽ tạo ra nhiều cái dạng khác nhau nhiều cái hình ảnh khác nhau của chúng ta có thể theo dạng vlogger dạng studio dạng hoạt hình chẳng hạn tức là nó sẽ tạo ra nhiều cái phiên bản khác nhau ha giả sử như ở đây á mình sẽ chọn vào photo avatar ha anh chị mình sẽ đưa hình ảnh chúng ta lên ha và khi mà chúng ta đưa hình ảnh lên chúng ta cũng lưu ý một số điều những hình ảnh khuyến nghị á, là những hình ảnh mà nhìn thẳng ha rồi nhìn thấy gương mặt người nè có thể nhân vật nó cười hoặc là đang ở trong những cái trạng thái rất là tự nhiên ha anh chị bắt rau phía sau thì nó cũng sẽ đơn giản ha nó không có bị phức tạp ha anh chị còn những cái hình ảnh mà không nên sử dụng đó, đó là những hình ảnh mà về hoạt hình ha không thấy được nhân vật ha không thấy được mặt người hoặc là mặt người bị chói sáng hoặc là mặt người bị mờ hoặc là có những thành phần phía sau nữa anh chị ở đây người ta có ví dụ rất là chi tiết anh chị đấy bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đưa hình ảnh của mình lên ha ví dụ như đây là hình ảnh của mình chẳng hạn và anh chị có thể mô tả đây cái phần motion nè hoặc nếu không cần mô tả thì anh chị có thể để trống phần này cũng được ha phần select voice á, anh chị có thể chọn những cái giọng của nhân vật nè hoặc là chúng ta có thể tạo ra phần voice của chúng ta ha ví dụ như đây phần voice này mình muốn tạo ra của mình đi thì mình sẽ chấm vào my voice nè anh chị nhấp vào create your voice ha chúng ta bấm tích vào đây ha anh chị để chúng ta có thể upload một audio mới ha audio mới của chúng ta thì nó từ 1 tới 2 phút ha anh chị và tối đa thì 3 phút ha và cái âm thanh nó thì rõ nó và nó không có nhiều cái âm thanh tạp âm hết chị chúng ta có thể chọn một tiếng anh hoặc tiếng việt nè ví dụ như đây anh chị kéo xuống dưới có chọn bằng tiếng việt nữa ha và mình sẽ kéo cái phần âm thanh của mình đã chuẩn bị sẵn đây này ok ha bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào ray voice clone ok ha đây đã có giọng của mình rồi nè anh chị sẽ thấy đây ha chúng ta sẽ quay lại ở trong trang photo avatar ha reload lại cái thì anh chị nhấp vào chỗ my voice nè anh chị sẽ thấy ở đây có cái voice của chúng ta ha và chúng ta bấm vào hình nếu mà anh chị muốn sử dụng cái giọng nói của chúng ta ha, anh chị và chúng ta nhấp vào generate avatar nè như vậy nó sẽ tạo ra một cái avatar mới với gương mặt của anh chị và với giọng nói của anh chị ha sau này khi mà chúng ta sử dụng á thì chúng ta chỉ cần nhấp vào avatar đó chúng ta điền cái phần script ha, phần nội dung á, thì nó sẽ nói theo cái tông giọng của chúng ta và gương mặt cử chỉ của chúng ta luôn anh chị rất là hay ha trường hợp này cũng khá là tiện khi mà chúng ta sử dụng bởi vì đâu phải lúc nào chúng ta cũng có thời gian chúng ta ngồi chúng ta quay hoặc là có thể chúng ta bị bệnh bị cảm gì đó anh chị chúng ta không nói chuyện được thì chúng ta có thể sử dụng cách này để chúng ta tạo ra những phiên bản mới ha cũng là chính chúng ta nói chuyện nhưng mà chúng ta có thể tạo ra nhanh hơn anh chị để chúng ta có thể sản xuất nhiều nội dung hơn ha khi mà chúng ta làm này rồi thì nó mất khoảng 2 phút để mà chúng ta có thể tạo ra kết quả ha bây giờ mình sẽ thử một đoạn thử anh chị Bây giờ mình sẽ copy một cái đoạn như thế này bằng tiếng Việt ha và mình bắt vào đây để cho nhân vật của chính mình đọc thử như thế nào ha. Mình bấm vào generate. Mình chọn tỷ lệ nè, 169 hoặc là 96 chẳng hạn. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn 96 nè. Mình bấm vào gender nè. Bây giờ chúng ta đã có kết quả rồi, mình bấm vào kết quả mình xem ừ. thử ha. Bạn đang bị quá tải công việc, hãy để AI giúp bạn tự động hóa email, tóm tắt văn bản lên lịch hợp, tất cả chỉ bằng một cú click. Đấy từ hình ảnh chúng ta và từ giọng nói chúng ta ha và anh chị có thể đưa phần script vào đây nó có thể tạo ra cho chúng ta những cái nội dung ha rất là hay và rất là dễ sử dụng hết anh chị ngoài ra nếu mà anh chị không cần phải làm những cái dạng avatar video như kiểu như vậy á chúng ta chỉ cần đơn giản đưa một cái hình lên đó và chúng ta đưa cái nội dung á nó có thể đọc ngay cho chúng ta thì anh chị cũng có thể làm rất đơn giản ha bằng cách là chúng ta về trang chủ thì chúng ta chọn vào talking photo ha ở đây anh chị sẽ đưa hình ảnh của anh chị lên ha và mình sẽ gõ phần nội dung ở đây anh chị cũng sẽ thấy ha và chúng ta sẽ chọn về giọng đọc nè mình sẽ chọn dòng tiếng Anh chẳng hạn và chúng ta chỉ cần bấm vào create video ha thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta cái hình ảnh này nhân vật này nói chuyện và với dòng đọc bất kỳ và chúng ta chọn hết chị đây là kết quả này anh chị you don't need to be perfect to start but you need to start to be great take action today rất là hay anh chị chúng ta có thể nói bất kỳ ngôn ngữ nào bằng cách là chúng ta sử dụng công cụ này chúng ta đưa hình ảnh chúng ta lên và chúng ta có thể tạo ra video rất là dễ dàng ha ngoài ra trong đây á chúng ta cũng có thể đưa những hình ảnh sản phẩm chúng ta lên ha để chúng ta tạo ra những video về sản phẩm chúng ta ha ví dụ ở đây mình về mục hôm nè mình chọn về product uh, Photoshoot chẳng hạn mình sẽ bấm vào đây anh chị có thể chọn một cái sản phẩm chúng ta lên để mà chúng ta ghép những cái background hoặc là chúng ta đưa người mẫu cầm sản phẩm đó anh chị rất là phù hợp để chúng ta có thể review sản phẩm hoặc chúng ta dùng để làm quảng cáo sản phẩm ha ví dụ như đây mình có một cái sản phẩm điện thoại như thế này ha mình sẽ upload sản phẩm này lên à, bằng cách là chúng ta kéo vào đây ha, anh chị và sản phẩm điện thoại này á, mình muốn ghép thành như thế nào ví dụ như anh chị muốn ghép cái sản phẩm điện thoại này vào một cái bách rau thì anh chị chọn vào đây là product shot ở đây ha còn nếu mà anh chị muốn một người mẫu cầm cái sản phẩm là cái điện thoại này nè thì anh chị chọn vào model số đây ha ví dụ như đây mình muốn là một người mẫu cầm cái điện thoại này đi mình bấm vào model số ha thì anh chị kéo xuống dưới ha nó sẽ có rất là nhiều dạng mà chúng ta có thể sử dụng ha ví dụ như furniture là về nội thất nè hoặc là thức uống hoặc là về trang sức anh chị anh chị sẽ thấy rất là nhiều ha đặc biệt ở đây nó có mobile phone nè hoặc là headphone hoặc là bass anh chị rất là nhiều thứ trong đây ha ví dụ như đây mình sẽ chọn vào mobile phone chẳng hạn khi mà anh chị chọn vào mobile phone á thì ở đây nó sẽ ra thêm nhiều cái định dạng khác nhau nữa anh chị hoàn toàn có thể sử dụng ha và nó sẽ sử dụng chính cái sản phẩm của chúng ta ví dụ như mình sẽ chọn mẫu này ha ở dưới này á, phần image quality á, chúng ta có thể chọn thấp vừa hoặc cao ha mình sẽ chọn cao và tỷ lệ hình ảnh á có thể chọn ba hai hai ba hoặc một một ha ví dụ như mình sẽ chọn hai ba chẳng hạn và sau đó chúng ta sẽ bấm vào generate nè đấy rất là dễ sử dụng ha anh chị chúng ta chỉ cần đưa hình ảnh chúng ta lên chúng ta chọn những cái mẫu nào có sẵn ha chọn hình ảnh đầu ra chọn tỷ lệ hình ảnh đầu ra ha và chúng ta chỉ cần một click thôi ha anh chị có thể tạo ra những hình ảnh như thế này khi mà tạo xong thì anh chị chỉ cần bấm vào nút download ha và chúng ta có thể tải hình ảnh này về chúng ta sử dụng ha đương nhiên khi mà anh chị cần sử dụng sâu hơn nữa thì anh chị có thể chọn vào phòng room đây nè khi mà chúng ta upload hình ảnh chúng ta lên rồi á, thì anh chị có thể gõ phần rơm ở đây nếu như chúng ta chưa biết cách gõ như thế nào anh chị có thể bấm vào chỗ rơm generator nè và nó có thể hỗ trợ chúng ta ha, gợi ý chúng ta một số rơm kiểu như là để những sản phẩm như thế nào hoặc là người mẫu cầm sản phẩm nó như thế nào hả anh chị rất là dễ sử dụng ha chúng ta chỉ cần kéo xuống dưới chúng ta thấy những đoạn rơm nào phù hợp anh chị có thể chọn và chúng ta bấm vào unit rơm ha anh chị hoàn toàn có thể chỉnh sửa ở đây theo ý muốn ha hoặc là anh chị có thể sử dụng như thế này cũng được ha ví dụ như bây giờ mình có một sản phẩm khác là một sản phẩm túi sách ha mình sẽ upload hình sản phẩm túi sách của mình lên đây sau khi mà mình upload sản phẩm rồi mình tiếp tục chọn vào model show K ha và kéo xuống dưới ở đây sẽ có một cái mẫu túi sách riêng nữa anh chị khi mà chúng ta sử dụng những cái mẫu như thế này thì nó đỡ mất thời gian chúng ta hơn ha và mình chọn vào mẫu này chẳng hạn chúng ta chỉ cần bấm vào generate ha ở đây chúng ta đã có kết quả rồi rất dễ dàng sử dụng anh chị chúng ta chỉ cần đưa sản phẩm chúng ta lên ha sản phẩm chúng ta cũng không cần phải tách nền trước ha đương nhiên là nền càng đơn giản càng tốt anh chị để nó tránh bị lẫn lộn với các sản phẩm khác ha thì nhân vật mẫu sẽ cầm sản phẩm này hoặc là tương tác với sản phẩm này theo những cái mẫu mà chúng ta có sẵn ha ngoài ra khi mà anh chị có những cái sản phẩm như vậy á, anh chị muốn chuyển thành video thì cũng rất đơn giản ha chúng ta chọn vào product video shoot nè chúng ta chỉ cần đưa cái hình ảnh sản phẩm đó lên thôi và chúng ta có thể chuyển thành video rất là dễ dàng thôi ví dụ như thế này ở phần model video này anh chị là chúng ta có thể sử dụng được veo ba nữa nha ở đây nó đã tích hợp chúng ta V3 nè. Chúng ta nhấp vào đây và anh chị có thể điền câu rơm như nào chúng ta muốn ha. Còn nếu như anh chị không muốn điền câu rơm thì cũng được ha. Ở đây nếu như anh chị muốn tạo ra phần âm thanh kèm với video anh chị vẫn có thể bật lên ha. Thì đây là một trong những tính năng rất là đặc biệt ở trong V3 ha anh chị. Và sau đó chúng ta chỉ cần bấm vào generate thôi ha. Đã có video rồi ha. Nhấp vào đây mình xem thử nè. cũng rất tốt ha anh chị chúng ta có thể tạo ra video như thế này rất là nhanh chóng ha nếu như anh chị muốn kiểm soát những cái phần chuyển động ở trong đây ấy, thì anh chị có thể điền rơm ở đây ha cho nó chi tiết hơn ha còn nếu không thì chúng ta chỉ cần chọn những hình ảnh lên và nó sẽ tự động nó tạo ra video như này nha chúng ta ha tạo xong thì chúng ta cũng chỉ cần bấm nút download rồi chúng ta có thể sử dụng được nè anh chị đó là những tính năng khá là hay ở trong shot ai này mà anh chị có thể sử dụng áp dụng vào công việc chúng ta ha ngoài ra trong đây ấy, mình thấy cũng một tính năng khá là hay nữa đó là chúng ta có thể tạo ra video podcast anh chị video podcast này có nghĩa là khi mà chúng ta đưa một cái đoạn strip nội dung hoặc là chúng ta đưa cái phần âm thanh lên ha hoặc là anh chị cơ bản chỉ cần đưa một cái link website hoặc là link youtube lên đây ha thì nó có thể tạo ra một cái podcast cho chúng ta ví dụ như bây giờ mình sẽ có một cái link website như thế này ví dụ như mình có một cái bài viết về tác nghiệp báo chí thời AI ở trên VN như thế này ha anh chị mình copy nội dung này vào trong video podcast này ha chọn vào đây là chỗ website ha mình paste cái đường link vào đây anh chị có thể chọn vào đây ngôn ngữ tiếng Việt hay tiếng Anh ha ví dụ như đây mình sẽ chọn tiếng Việt chẳng hạn anh chị có thể chọn nội dung đầu ra nó khoảng bao nhiêu phút ha ví dụ như tầm 3 phút 1 phút hay 5 phút gì đấy chúng ta hoàn toàn có thể chọn ha sau đó thì chúng ta chỉ cần bấm vào next thì bắt đầu nó sẽ tạo ra cái phần script phần nội dung của cái podcast này ha anh chị để anh chị sẽ thấy ha từ cái nội dung tác nghiệp báo chí thời AI như thế này nó đã phân cho chúng ta làm hai nhân vật ha nhân vật đầu tiên là avatar một nè nhân vật thứ hai là avatar hai ha khi mà nó tạo ra podcast này anh chị thì kiểu giống như là hai người này sẽ đối thoại với nhau ha và đối thoại trong cái nội dung của cái website mà chúng ta đã đưa vào đây ha tức là cơ bản nó không phải là chỉ đọc theo những cái nội dung ở trong cái podcast đó anh chị mà nó sẽ viết lại cái nội dung đó theo như hai nhân vật này đọc và nó sẽ đối thoại lẫn nhau anh chị rất là hay ha và chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được cái nội dung này như thế nào cũng như là chúng ta chọn được những nhân vật này đọc những cái giọng đọc như thế nào hả anh chị ví dụ như đây anh chị hoàn toàn có thể chọn ha thậm chí anh chị cũng có thể chọn được giọng đọc của anh chị luôn ha ví dụ như giọng đọc ở đây mình đã trên một cái giọng đọc ở trong đây hả anh chị và chúng ta chỉ cần bấm vào gender nè thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái video hả anh chị ở đây anh chị sẽ thấy à nó có một cái video ở đây và đây là kết quả podcast anh chị Chào mừng mọi người đến với podcast hôm nay. Chủ đề của chúng ta là tác nghiệp báo chí trong thời đại AI. Một chủ đề chắc chắn đang nóng, đúng không? Chính xác. Khi AI ngày càng phát triển, nghề báo cũng đứng trước nhiều cơ hội và không ít thách thức. Bạn nghĩ điều gì là thay đổi lớn nhất? Theo mình, lớn nhất là tốc độ. AI giúp phóng viên tiếp cận, xử lý thông tin nhanh gấp nhiều lần trước đây. Đó Nhưng là cũng... những tính năng rất là hay ở trong Chat AI này chúng ta có thể tạo ra. Chúng ta tạo ra một cái phiên bản khác của chúng ta để chúng ta có thể nói chuyện ha, sử dụng chính gương mặt chúng ta hoặc là sử dụng chính giọng nói chúng ta anh chị chúng ta có thể sử dụng cái video đó để chúng ta quảng cáo sản phẩm chúng ta để chúng ta có thể xây kênh chúng ta có thể làm giáo dục ha chúng ta có thể làm rất là nhiều mảng và rất là nhiều cái lĩnh vực ngành nghề khác nhau anh chị đường link của công cụ này mình sẽ để phần mô tả ha anh chị chỉ cần vào đó chúng ta đăng ký một tài khoản là chúng ta có thể sử dụng được ha và đừng quên follow nghề công sở để xem thêm nhiều video mới trong tương lai nhé bye bye anh chị và chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong các video lần tới